bao nhiêu ngàn? À, 246 có 18 ngàn. Trời ơi quá ghê. Bin được bao nhiêu ngàn? 12 ngàn. Từ thiện 1 ngàn. À, từ thiện 1 ngàn đó rồi. Em là 20, 25, 27 ngàn. Trời ơi quá ghê. À, xin chào tất cả các bạn, và buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một thử thách, đó là giải cứu dưa hấu đó. Bây giờ thử thách rất là đơn giản dành cho tất cả các bạn. Khi nào có hiệu lệnh của trọng tài thì các bạn chỉ có trong tay một cái muỗng thôi đó, hiểu chưa? Và dùng cái muỗng đó chặt cái dưa ra và ăn. Ai mà ăn nhanh nhất thì sẽ giành giải nhất, sẽ nhận được một số tiền trị giá dưới 1 tỷ đồng. Ghê không? Rồi, Binh ăn hết trái này không Binh? Rồi, con Hiếu ăn hết không? Rồi, em ăn hết 1/4. À, rất là thua chắc rồi. Em mà, năm quả em căng tắt. Rồi, bây giờ ba bạn hiểu luật chơi chưa? Dạ, rồi, ok. Và bây giờ cuộc thi ăn dưa hấu giữa ba thí sinh. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Nghe thôi, từ từ thôi. Wow, anh Hiếu đã mở được một nửa rồi. Có lẽ nào? Anh Minh chưa được cái gì hết. Trời ơi, không được giục nha. Anh Hiếu đã ăn được một miếng rất là to. Wow, anh Trung cũng đã mở được rồi. Minh chậm quá Minh ơi. Trời ơi, anh này ăn không được gì vậy. Anh không có cười. Rồi, anh Minh đã ra rồi. À, ăn từ từ thôi, không có vội. Ăn được. Đội nào tí nữa kiểm tra, đội nào làm rất nhiều là sẽ bị trừ điểm. Ê, sao lại bức? Trời ơi, giờ không mua kìa. Trời ơi. Lâu quá. Ăn hết luôn, ăn không còn màu đỏ luôn. Ngon không? Cười dính áo kìa, dính áo kìa. Dính áo, coi chừng dính áo nha. Ơ, anh Minh đã cởi áo luôn rồi, trời ơi. Coi chừng cái sườn bay, trời ơi, giục áo luôn. Trời ơi, ông này học theo nữa, cởi áo luôn, ok. Cởi quần luôn hả? Thôi thôi. Cởi quần ra mấy bạn thôi. Trời ơi, hai anh này đã cởi áo rồi. Trời ơi, cố lên, anh Sumo đã ăn rất là tích cực. Wow, đã không? Trời ơi, trời nắng như thế này mà có một cái dưa hấu để ăn như các bạn thì quá là đã. Ok không Sumo? Ok. Trời ơi, còn anh Hiếu thì sao? Ăn gì vậy? Còn ăn cơm luôn. Rồi, còn anh Vinh. Anh chơi dơ quá đi. Rồi anh Hiếu ăn sạch nha, ăn sạch nha, ăn không được ăn gian. Và các bạn đang nghe rất là tích cực, chỉ một quả dưa hấu thôi, một quả 4 kg các bạn. Đó. Trời ơi, hai anh này đã cởi trần ra nên mà ăn như bò họ. Cố lên nào. Ừ, cố gắng. Không được chưa là ăn gian, ok. Và tí nữa ban tổ chức sẽ kiểm tra mà đội nào mà làm rơi nhiều là trừ điểm nha. Ngon không? Ngon không? Anh thấy con đẩy nó giống lên quá. Bây giờ muốn một quá không? Đánh chưa? Trời, giết xuống luôn. Thôi, coi thử kiểm tra thử. Ok, coi như cái này là đạt được rồi. Rồi, tiếp tục đi Sumo. Cái gì vậy? Cái gì? Hiếu kìa, Hiếu coi chừng đổ kìa. Ăn vàng quý vị. Ôi trời ơi, quá ăn vàng luôn. Ừ. Cái gì vậy? Ông Vinh, để đi kiểm tra ông Vinh coi thử. Đâu rồi? Nó giục mà.
Đây. Trời ơi, ông Binh ăn còn khá nhiều. Hai ông cởi áo cho cố vô. Rồi. Hiếu ok, Hiếu ok. Nhất nhưng mà phải thi hết cái chứ. Ăn đi. Vậy gì có gì không mà ăn. Đó, thằng Hiếu ăn phải nhường Hiếu kìa đó, ăn mảnh dũa ra luôn. Cổ vũ nào. Đó, ăn chậm chậm thôi, ai vừa ăn nhanh. Thằng Binh. Mày còn đâu? Ăn đi. Đó, chung mơ rất là... Sao lại dục? Đó, anh Binh ăn cái mỏ nhỏ xíu mà ăn rất là to. Ê! Các bạn yên tâm, camera đã quay lại. Ê! Không chơi dơ. Đói không? Đây, bây giờ cho các bạn nghỉ 2 phút nha. Các bạn nghỉ 2 phút để tí nữa tiếp tục ăn. Nghỉ, nghỉ 2 phút. Bây giờ nghỉ giờ lao đã hết. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nào. Người thì không có ăn, người thì ăn dục tùm lum. Đó, cố gắng thế nào, quá giỏi. Đi, đi. Chưa chưa, ăn ăn hết luôn. Chưa quá. Đã biết không ạ? Rồi, hết thời gian. À các bạn ơi, và một trái dưa hấu và các bạn ấy đã rất là tích cực để thi đấu với nhau. Và các bạn cảm thấy sảng khoái không? Nhức nách đúng không? À, ban tổ chức theo dõi theo camera là các bạn nào chơi cũng ăn gian hết, có gian lận trong thi cử. Nên là sẽ không có giải nhất, giải nhì. Và bây giờ chỉ có giải là gọi là rút thăm may mắn. Đó, ok, được không? Ok, bây giờ chuẩn bị rút thăm xem thử ai may mắn thì được giải nhất. Ok. Kính thưa quý vị, và cuộc thi ăn dưa hấu đã xong. Và bây giờ ban tổ chức sẽ quyết định là bỏ tiền vào trong cái thùng này. Đó, bây giờ sẽ bịt mắt lại, mỗi người sẽ bốc một lần. Đó, ai trúng được tiền nhiều hay tiền ít là tùy vào sự may mắn của mình. Ok, rồi bây giờ ai bốc trước? Rồi, cho Hiếu bốc trước đi. Rồi, bị mắt chưa? Rồi, không thấy nữa. Thấy gì không? Không. Rồi, ok, bây giờ mò vào trong, không được nhìn vào luôn. Đó, bóc một tờ thôi nha. Đó, bóc một tờ thôi. Một tờ thôi. Nhanh lên, hết thời gian rồi. Không, bóc nhanh lên, hết thời gian. 5, 4. Bao nhiêu, bao nhiêu? 1 ngàn. Anh ấy đã mò rất là lâu nhưng mà bóc được có 1 ngàn à. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp đi. Và bây giờ... chúng ta sẽ đến với lượt của sumo. Đi ra, đi ra. Cái này. Ôi, nắm nhìn cho ta hơn. Nhanh lên, 5, 4. Wow. 1 ngàn. Rồi, tiếp tục nha. Anh Binh ơi. Anh Binh. Rồi, vô. Wow, trông, không nhìn, không nhìn. Để coi thường Binh bóp được mấy ngàn đó. Rồi, anh Binh tiếp nè, ok, tiếp tục. Rồi, anh Binh ra trọng nè. Bây giờ coi thử. Hai tờ đang ngoài đúng không? Không, tờ này đứng rồi. Rồi, đi coi thử được mấy ngàn nha.
Rồi bây giờ Sumo hy vọng sẽ bóc được 5 ngàn. Lấy 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 5 đi, 5 đi. À, hết đường này. 2 1 Rồi. Rồi ok. Chứ mà biết bóc. Lui 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 lui. 5 đi, 5 đi, bóc lên. 7 4 5 đi. Wow. I'm feeding you bigger popcorn. Then she just loves it. Nam. Sumo. Sumo chỉ còn một tờ 5.000 mà thôi. Còn một tờ nữa hả? Còn một tờ. Rồi không biết anh ấy sẽ bốc được cái tờ gì đây. Có đi máy. Tôi nghĩ vậy được. Vừa lừa càng lâu là càng ít nha. Cậu nhanh lùi đi. Không sao hết, không sao hết, tí nữa. Chắc, chắc gì tụi bay bóc được 5.000 đâu. Cùng chạy rồi đó. Mà bà ngồi đường 15 thôi chứ bà cũng nhau 5 rồi. Rồi, bị đây. Rồi. Tôi đi đường 5 ngàn này, để tôi 5 ngàn đi. Rồi, bây giờ anh Binh nè. Ăn ngon 2 tẩy. Wow. Anh biết nhảy biết giấu hay sao vậy? Anh nhìn không? Bây giờ con trâu mới thấy. Thấy đó. Không được nhìn vô. Còn hai thứ 2.000 bốc cái gì nữa. Rồi 2.000. Ok. Rồi còn Sumo. Bắn bốc luôn rồi. Lấy tờ thôi. Rồi đưa Sumo. Rồi bây giờ đem đi ra kiểm tra. Thấy rồi. Rồi bây giờ đem đi. Rồi bây giờ đem tiền ra kiểm tra nào. Đây, à Hiếu thì bao nhiêu Hiếu? Dạ, em cũng biết. Từ em có 10.000. Rồi, 2.000. Chứ mua được nhiêu? Đấy. Bà. Rồi, nói chung là hên xui. Có ai ủng hộ cho Chứ mua 1.000, 2.000 để thắt chặt tình anh em. Có đi chứ, ủng hộ 1.000 đi chứ Hiếu. Rồi. Rồi, cũng được. Ủng hộ đi. Ủng hộ đi. Ủng hộ đây, Binh ủng hộ tao mày đó. Cảm ơn này. Cả ba ôm ôm nhau cái. Tiền không? Không phải, vừa đã cho hấu mình vừa được thành quả. Quá đã. Quả của mình nghe các bạn. À lanh. Các bạn ơi, thôi chiều hôm nay là no lắm rồi. À, thử thách rất là tuyệt, vừa được ăn dưa hấu vừa được tiền. Đây là thành quả của mình nha các bạn. Bao nhiêu ngàn? À, 2, 4, 6, 8, 10, 18 ngàn. Trời ơi quá ghê. Binh được bao nhiêu ngàn? 12 ngàn. Từ thiện 1 ngàn đó rồi. Em được 20, 25, 27 ngàn. Trời ơi quá ghê. Rồi